Sởn da gà với câu chuyện tổ nghề phù hộ Hoài Linh, nhờ một câu khấn mà sự nghiệp lên như diều gặp gió. Chỉ bằng một lời khấn mà sự nghiệp của Hoài Linh đã thay đổi hoàn toàn. Hiếm có nghệ sĩ nào được lòng khán giả và đồng nghiệp, khiến mọi người vừa yêu vừa kính như danh hài Hoài Linh. Không chỉ vừa có nhân cách tốt mà Hoài Linh còn là một nghệ sĩ có tài năng. Show của Hoài Linh tham gia lúc nào cũng bán hết vé. Tuy nhiên ít ai biết rằng trước khi nổi tiếng như hiện nay, Hoài Linh cũng đã từng có thời gian ế show không có thu nhập. Theo lời kể của nghệ sĩ Thanh Hằng, danh hài Hoài Linh từng có thời gian dài ế show, nhưng tất cả đã thay đổi chỉ sau một lời khấn cầu với tổ nghiệp. Những năm sống tại Mỹ, có thời điểm Hoài Linh không có lấy một show diễn nên danh hài đã khấn tổ. Con không có tiền đóng tiền nhà, thanh toán bill, cầu mong tam vị thánh tổ thương phù hộ cho con. Ngay sau đó bầu show liên tục gọi cho Hoài Linh. Nhờ một câu khấn mà sự nghiệp lên như diều gặp gió, từ đó Hoài Linh rất tin vào sự linh thiêng của tổ nghiệp. Hoài Linh từng chia sẻ rằng, tôi hay thành tâm khấn cầu trước tượng tổ, xin được khán giả yêu quý có nhiều show, tài lộc dồi dào. Mỗi lần có show diễn, Hoài Linh đều thắp hương khấn tổ nghiệp phù hộ để chương trình diễn ra thuận lợi đông khán giả. Cũng chính vì thành tâm bái tổ mà sau bao năm chạy show tích cóp, Hoài Linh đã dành dụm khoảng 100 tỷ để xây nhà thờ tổ nghiệp. Danh hài Hoài Linh thành kính trước bàn thờ tổ nghiệp. Từ khi xây xong, nhà thờ tổ nghiệp của Hoài Linh được rất nhiều nghệ sĩ đến cúng lễ. Ngoài ra danh hài cũng mở cửa nhà thờ tổ nghiệp cho người dân đến tham quan. Đám đông cười đùa, xin chụp ảnh nghệ sĩ đến viếng trong đám tang danh hài Khánh Nam. Cảnh tượng khó chấp nhận trong lúc diễn ra lễ viếng nghệ sĩ hài Khánh Nam. Danh hài Khánh Nam qua đời sau 2 ngày hôn mê sâu, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Tối ngày 28 tháng 9, lễ viếng nghệ sĩ hài Khánh Nam diễn ra tại nhà riêng ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt vào buổi tối, hàng loạt các nghệ sĩ tên tuổi như Trấn Thành, Việt Hương, Lê Giang, Tấn Bêu cũng viếng thăm Khánh Nam lần cuối. Sự có mặt của các sao Việt đã thu hút người dân xung quanh đến xem với con mắt hiếu kỳ. Con hẻm nhỏ trở nên chật chội vì đám đông tò mò đến xem nghệ sĩ. Trấn Thành xuất hiện muộn nhưng vẫn bị người dân phát hiện ra và đuổi theo từ khi bước xuống ô tô. Nam MC thắp hương tiễn biệt đàn anh về nơi chính suối. Anh ngồi lại an ủi gia đình của danh hài Khánh Nam nhưng lại bị đám đông bu quanh ồn ào. Thậm chí họ cười đùa live stream và liên tục xin được chụp ảnh cùng Trấn Thành. Việt Hương đến viếng và cũng chịu cảnh tương tự. Trong lúc tan gia, nhưng người dân lại vô tư cười đùa chụp ảnh nghệ sĩ quả thật là cảnh tượng khó chấp nhận nổi. Chưa kể người dân còn bàn tán rơm rạ hô to tên nghệ sĩ, khiến nghệ sĩ đến viếng đều rất bối rối và khó xử. Đây cũng không phải lần đầu trường hợp xảy ra, trước đó tại đám tang Minh Thuận, quanh Bi Tuấn Anh cũng xảy ra tình trạng giống hệt như vậy. Hoa hậu Thu Hoài, mỉa mai Đào Bá Lộc nhẫn tâm bán chuyện tình yêu cũ để đổi lấy nổi tiếng. Việc công khai mối tình với nam danh hài kim MC nổi tiếng đã khiến Đào Bá Lộc bị Hoa hậu Thu Hoài mỉa mai nhẫn tâm bán chuyện cũ để lấy ít ồn ào tai tiếng. Chuyện nam ca sĩ Đào Bá Lộc chia sẻ về việc yêu 14-15 người đàn ông, trong đó có một nam danh hài kim MC nổi tiếng đã gây ồn ào trong mấy ngày vừa qua. Nam MC đó được nhiều người đồn đoán là Trấn Thành, dù khẳng định không dùng chuyện tình yêu cũ để PR tên tuổi, nhưng rất nhiều người cho rằng Đào Bá Lộc đang mượn chuyện tình yêu để mong nổi tiếng. Không chỉ ca sĩ Mỹ Lệ cho rằng Đào Bá Lộc bất chấp thủ đoạn để nổi tiếng, mà mới đây, Hoa hậu Thu Hoài cũng mỉa mai nam ca sĩ này. Hoa hậu Thu Hoài, một người bạn khá thân thiết với MC Trấn Thành đã lên tiếng chia sẻ, khi yêu, con người ta dễ bay bổng lắm, họ dám nói những điều chưa chắc có thể làm, dám hứa hẹn cả những điều không hề chắc chắn, dám quả quyết cả những chuyện mai sau, nhưng khi chia tay, thường thì người ta quên sạch. Ừ thì hết yêu thương, cũng chẳng ai đòi hỏi người cũ những điều phi lý nữa, nhưng cũng đừng vội vã quay lưng, quay mặt, luôn cải chiều cảm xúc của mình nhanh như cách nàng ca sĩ Andrin hủy show, hết yêu không có nghĩa sự tử tế không cách nào tồn tại. Tôi sợ cái cách người ta nhân danh tình yêu để toan tính và đổi chác vô cùng, hết yêu thương là cứ phải dành cho nhau những thứ xấu xí và tồi tệ. Phải bới móc cuộc tình cũ để đói chút hạ hê, phải mượn danh phận cũ ấy mà phơi ra thiên hạ như điều kinh khủng nhất. Phải khiến cho hạnh phúc người kia tan vỡ mới có thể hài lòng, phải nhẫn tâm bán chuyện cũ lấy một ít ồn ào tai tiếng.
Vẫn ít phần nhiều người ta chia tay trong giận hờn đau đớn, nhưng đó không phải lý do để cứ mãi hằn học hận thù. Nếu quá khó, hãy chôn giấu thật chặt trong lòng và đối xử với nhau như những người xa lạ. Đó cũng là một cách để tha thứ nhau. Không ai bắt bạn làm một thánh nhân, nhưng ít nhất hãy cố gắng để làm một người tử tế. Đừng lấy tình yêu ra để che chắn cho những mưu mô toan tính. Đừng lôi yêu thương trong những đơn thù. Yêu thương không phải dành cho những điều như vậy. Cứ nhớ rằng họ đã từng là một phần quá khứ không thể nào chối bỏ của mình. Bám vào quá khứ bằng súng lục, bạn vẫn mong tương lai trả lại những hoa hồng hay sao? 14 người 3 tháng chắc bạn chung tình dữ, lôi từng người một ra để kể. Sao lâu chỉ mỗi người có giá trị lợi dụng nhất trong thời điểm này vậy? Hoa hậu Thu Hoài lên tiếng mỉa mai Đào Bá Lộc. Hoa hậu Thu Hoài rất thân thiết với MC Trấn Thành. Lát mắt trước hội bạn thân toàn gái xinh của sao nữ Việt, toàn các mỹ nhân tụ hợp với nhau, đúng là người đẹp chơi với người đẹp. Có thể nói nhóm bạn thân Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà, Bùi Việt Hà và bà xã Phạm Anh Khoa là nhóm hiếm hoi của showbiz Việt, duy trì được hơn 10 năm. Sau khi Tăng Thanh Hà tuyên bố rời showbiz để chăm lo cho gia đình, trong nhóm chỉ còn Thân Thúy Hà vẫn đang hoạt động nghệ thuật. Nhóm trở nên thân thiết từ năm 2007 và từ đó đến nay đã 10 năm nhưng không hề thay đổi. Đây là một tình bạn đẹp hiếm có khi mà showbiz Việt đầy rẫy những cạm bẫy. Dù cách biệt tuổi tác, ngành nghề cũng như mức độ nổi tiếng, nhưng các cô gái vẫn luôn chứng tỏ giữa họ là tình bạn chân thành. Ít người biết đến nhưng Minh Hằng, Hoàng Thùy Linh, Mai Phương Thúy, Phạm Quỳnh Anh là một hội bạn khá thân thiết. Mặc dù theo đuổi sự nghiệp khác nhau và ít xuất hiện cùng nhau trên các phương tiện truyền thông, nhưng cả bốn người đẹp của VBiz đều không ngại hỗ trợ nhau trong các sự kiện. Hội bạn thân này cũng được các fan yêu mến gọi là tứ đại mỹ nhân. Là chị đại của Venus, Ngọc Trinh cũng có hội bạn chân toàn chân dài xinh đẹp là Trà Ngọc Hằng và My Lan Phạm. Cũng ít khi xuất hiện cùng nhau, nhưng một khi đã gặp thì cả ba đều rất nhắn nhít. Trong đám cưới Harry và Trấn Thành, cư dân mạng cũng phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhan sắc của hội em gái và hội bạn thân của cô. Cô dâu đã xinh, nhìn bạn bè em gái còn choáng hơn. Ngay sau lễ cưới, hình ảnh những cô bạn của Harry Won ngập tràn các mặt báo vì ai nấy đều quá xinh đẹp. Từ khi trở thành bạn thân của Miss Teen 2008, người ta thường thấy ba hot girl đời đầu Emily, Hạnh Sino và Huyền Baby luôn dính lấy nhau mỗi khi đi dự sự kiện chung. Chỉ cần nghe tên cũng đủ biết hội bạn thân này có nhan sắc khủng đến như thế nào. Thậm chí vợ Tuấn Hưng cũng có thể xếp vào hội bạn thân toàn mỹ nhân này khi khá thân thiết với Hạnh Sino. Hoa hậu Phạm Hương cũng có một hội bạn thân khác toàn các hoa hậu người mẫu cực nóng bỏng, đặc biệt trong đó có Đàm Thu Trang, người tình mới được công khai của Cường Đô La. Có thể nói đây là hội bạn thân có số lượng đông đảo nhất nhì showbiz. Nhóm bạn 7 người của Phạm Hương đã gắn bó với nhau hơn 7 năm và thường xuyên tụ tập đi ăn, đi chơi và du lịch cùng nhau. Chỉ cần 7 nàng này xuất hiện thì ở đâu cũng nổi bật. Ông Đoàn Ngọc Hải nói sốc, U Minh không cần xin lỗi. U Minh không cần ông Hải xin lỗi về phát ngôn sốc, mà mong muốn ông chia sẻ khó khăn với địa phương, phát ngôn lần sau chuẩn mực hơn. Bà con rất bức xúc. Chiều 28 tháng 9, ông Dư Bé Ba, Phó Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện U Minh, Cà Mau, đã có những chia sẻ thẳng thắn với phóng viên Đức Việt xung quanh phát ngôn sốc của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nhất. Theo ông Ba, những ngày qua nhiều người dân trong huyện và cán bộ bày tỏ bức xúc trước phát biểu ở quận 1 thì phải biết luật, không biết thì về rừng U Minh của ông Đoàn Ngọc Hải. Nhiều ý kiến đề nghị ban giáo huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện U Minh có văn bản phản hồi đến ông Hải và thành phố Hồ Chí Minh về phát ngôn thiếu chuẩn mực trên. Tuy nhiên, ông Ba cho biết do huyện U Minh và quận Nhất là hai đơn vị kết nghĩa nên lãnh đạo huyện muốn giữ hòa khí tình cảm tốt đẹp trước kia nên không phản hồi lại. Bà con và người dân rất buồn, họp ban thường vụ, huyện ủy anh em cũng nói muốn giữ hòa khí nên không gửi văn bản. Có thông tin Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau đã có gửi văn bản thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xác nhận cách nói của anh Hải có đúng hay không. Anh Hải đứng ở góc độ Phó Chủ tịch quận Nhất, một trung tâm kinh tế văn hóa của đất nước, nơi văn minh và phát ngôn như vậy thì mang tính chất hơi phản cảm, ông Ba nhấn mạnh. Dù ông Đoàn Ngọc Hải đã lên tiếng giải thích với báo chí không có ý gì với người dân U Minh,
Phai chỉ muốn mượn hình tượng luật rừng để nhắc nhở các tài xế phải chấp hành quy định pháp luật. Nhưng ông Ba cho biết người dân địa phương vẫn rất buồn về việc này. Tất nhiên anh Hải không có hàm ý gì cả, nhưng mà phát ngôn của anh ấy thể hiện điều đó. Nói như vậy trước người dân, trước báo chí, thì khác gì nói dân U Minh sống không biết pháp luật, chúng tôi là những người sống ở U Minh, trong rừng U Minh. Đúng ra anh Hải phải biết chia sẻ với những người sống ở nơi kinh tế đặc biệt khó khăn, sống trong tỉnh khó khăn, chứ không nên dùng cách nói như vậy. Nếu anh Hải có nói như vậy thì cũng nên nghiên cứu lại cách nói. Theo tôi, người cán bộ không nên so sánh vùng miền, dù sống ở đâu cũng là người Việt Nam cả, phải sống và thực hiện theo đúng pháp luật, ông Ba chia sẻ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Uy Minh cho biết, không cần ông Đoàn Ngọc Hải phải lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, dưới góc độ cán bộ, lãnh đạo của một quận, ông Ba cho rằng, cách hành xử, nói năng của ông Hải phải đúng đắn và chuẩn mực hơn khi giải quyết các vấn đề vi phạm pháp luật. Quận 1 gửi thư xin lỗi Cà Mau. Chiều 28 tháng 9, ông Huỳnh Thanh Hải, bí thư quận ủy quận 1 cho biết đã gửi thư xin lỗi đến Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau và huyện ủy huyện U Minh tỉnh Cà Mau. Cụ thể, trước thông tin báo chí trong những ngày qua, quận ủy đã xem xét và phát biểu của cán bộ quận nhất khi thực hiện công tác có liên quan đến địa phương U Minh Cà Mau. Trước hết, với trách nhiệm của người đứng đầu, thường trực quận ủy quận nhất thành thật xin lỗi các đồng chí, nhất là huyện U Minh, đơn vị kết nghĩa với quận nhất, thư xin lỗi nhấn mạnh. Theo quận ủy quận nhất, phát biểu có thật đã đăng tải là sự lỡ lời, không xuất phát từ suy nghĩ của ông Đoàn Ngọc Hải hoặc tập thể quận nhất về bất kỳ sự so sánh, đánh giá nào có tính hạ thấp địa phương bạn. Đó là một lời nói bộc phát trong lúc nóng nảy nhất thời giữa cá nhân, người thực thi công vụ với cá nhân người vi phạm. Tuy nhiên, điều này có thể gây ngộ nhận. Chúng tôi đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, mong các đồng chí chia sẻ bỏ qua, thư xin lỗi của quận nhất nhấn mạnh. Trước đó, sáng 28 tháng 9, ông Phạm Việt Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau xác nhận với phóng viên Đức Việt đã trực tiếp ký văn bản xác minh câu nói không biết luật về rừng U Minh mà sống của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Văn bản được gửi tới cá nhân ông Đoàn Ngọc Hải và Ban Tuyên giáo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 9. Theo Ban Tuyên giáo Cà Mau, ngày 21 tháng 9, sau khi một tờ báo điện tử đăng tải bài viết ông Đoàn Ngọc Hải ở quận nhất thì phải biết luật, không biết thì về rừng U Minh, đã có nhiều ý kiến trái chiều về việc trao đổi giữa ông Đoàn Ngọc Hải với lái xe vi phạm, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến người Cà Mau nói chung, người dân U Minh nói riêng. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau đề nghị đồng chí xác định nội dung cuộc trao đổi giữa đồng chí với lái xe vi phạm được đăng tải trên báo ngày 21 tháng 9, đồng thời cho ý kiến về vấn đề này, gửi về Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau bằng văn bản trong thời gian sớm nhất, để Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau định hướng dư luận xã hội, văn bản nêu rõ. Ông Phạm Việt Phong khẳng định với Đức Việt, đây chỉ là văn bản xác minh phát ngôn của ông Đoàn Ngọc Hải, chứ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau chưa có quan điểm gì về việc này. Trao đổi với báo chí, ông Đoàn Ngọc Hải xác nhận đã nhận được văn bản của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau, đồng thời cho biết sẽ có thư trần tình gửi hồi đáp. Ông Hải khẳng định, không có gì với người dân U Minh trong câu nói mà báo chí đăng tải. Tôi chỉ muốn dùng hình tượng luật rừng để nhắc nhở các tài xế phải chấp hành quy định pháp luật thôi, báo chí dẫn lời ông Hải nói.